Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đi thăm nghệ sĩ Hồng Nga, rơi lệ vì câu nói của đồng nghiệp. Hai tên tuổi được coi là cây đa cây đề trong lĩnh vực nghệ thuật cải lương. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, nghệ sĩ Hồng Nga, các dịp tái ngộ khiến dân tình xúc động. Ở tuổi cao niên, họ vẫn đam mê nghệ thuật như khi còn trẻ. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương và nghệ sĩ Hồng Nga để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng khán giả mộ điệu cải lương. Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đến thăm nghệ sĩ Hồng Nga tại nhà riêng của bà. Hai người Tây Bắc mặt mừng không giấu được sự vui mừng, xen lẫn xúc động khi gặp lại nhau. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương vẫn giữ được sức khỏe, tinh thần minh mẫn ở tuổi 86. Nghệ sĩ Hồng Nga cũng như đàn chị được khán giả ngưỡng mộ vì cống hiến cho lĩnh vực nghệ thuật cải lương Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua. Hình ảnh nghệ sĩ nhân dân Kim Cương tới thăm nghệ sĩ Hồng Nga mới đây. Đáng chú ý, nghệ sĩ Hồng Nga vẫn nhớ về những kỷ niệm trong quá khứ. Thời còn hoạt động trên sân khấu, bà vẫn nhớ nghệ sĩ nhân dân Kim Cương mời mình diễn thế vai của nghệ sĩ nhân dân Bảy Nam trong vở cải lương kinh điển Lá Sầu Riêng. Khi được đàn chị hỏi có nhớ đó là vai gì không, nghệ sĩ Hồng Nga lập tức trả lời vai mẹ cô Diệu. Chia sẻ về vai diễn đặc biệt của người em thân thiết, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương cho hay, thực sự thì chưa có ai dám thay thế vai của má tôi, cố nghệ sĩ nhân dân Bảy Nam, chỉ duy nhất có Hồng Nga là được vinh dự đó. Sau năm xuất diễn, chị em chúng tôi đã có chuyến đi du lịch ở Miến Điện. Trong đoàn đi, nghệ sĩ Hồng Nga ca vọng cổ tặng cho mọi người, rồi có lúc chạnh lòng không cầm được nước mắt. Nghệ sĩ Hồng Nga vẫn nhớ được những kỷ niệm trên sân khấu, không hoàn toàn quên đi quá khứ. Hai giọng ca gạo cội cùng nhau ôn lại kỷ niệm thuở làm mưa làm gió trên sân khấu cải lương. Dù tuổi cao sức yếu nhưng nghệ sĩ Hồng Nga vẫn cố gắng tiếp đón đàn chị chu đáo. Bà còn ca vọng cổ trong vở tuồng Tuyệt Tình Ca với vai cô giáo Lan để tặng nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Nghệ sĩ Hồng Nga còn rủ nghệ sĩ nhân dân Kim Cương qua chơi lần nữa để đưa mình đi chơi, đi ăn trưa. Hôm nào chị qua nữa đưa em đi chơi, đi ăn trưa nha. Được chị hai dẫn đi ăn là sướng nhất. Nghệ sĩ Hồng Nga còn khoe tủ trang phục với đầy ắp đồ nhiều màu sắc với nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Cũng không quên dành tặng đàn chị một món đồ làm kỷ niệm. Chị hai mặc cái nào em tặng. Vì tuổi cao niên không phải lúc nào cũng có cơ hội được gặp gỡ đồng nghiệp thân thiết, nên hai giọng ca gạo cội cảm thấy tiếc nuối khi phải chia tay nhau. Nghệ sĩ Hồng Nga khiến đàn chị nghẹn ngào rơi lệ vì câu nói, chị về rồi chừng nào chị đến nữa. Nghệ sĩ Hồng Nga tiếp đón nghệ sĩ nhân dân Kim Cương chu đáo, không quên ca cải lương tặng đàn chị. Hai nghệ sĩ nuối tiếc vì phải chia tay nhau, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương rơi lệ trước lời nói quyến luyến của nghệ sĩ Hồng Nga. Tình cảm đồng nghiệp như ruột thịt của hai nữ nghệ sĩ vẫn vẹn nguyên sau bao nhiêu năm vật đổi sao dời. Ở tuổi 78, nghệ sĩ Hồng Nga không còn giữ được tinh thần minh mẫn như trước, thế nhưng bà vẫn nhớ như in những kỷ niệm xưa trên sân khấu cùng những lời vọng cổ. Tôi già rồi nên hay quên, để đâu quên đó, nhưng riêng vọng cổ là tôi không quên, vẫn nhớ lời mồn một. Mỗi lần tôi ca là giống như được tổ nhập, hát không biết mệt, đúng lời rành rọt, không quên được, bà từng thổ lộ. Cách đây không lâu, giọng ca gạo cội từng gặp tình huống trời ơi đất hỡi, dưỡng già không yên vì bị một số người đến tận nhà riêng để ghi hình. Con trai nuôi của bà, ca sĩ Kiến Quang bày tỏ sự bức xúc trước sự việc này. Giọng ca gạo cội thổ lộ bản thân không còn khỏe mạnh, minh mẫn ở tuổi 78. Nghệ sĩ Hồng Nga vẫn nhớ như in những câu hát vọng cổ, giữ được giọng hát truyền cảm. Ca sĩ Kiến Quang bức xúc khi cuộc sống của mẹ nuôi bị ảnh hưởng bởi một số người kém duyên. Những hình ảnh khi nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đến thăm nghệ sĩ Hồng Nga nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, ai nấy đều cảm thấy ngưỡng mộ tình đồng nghiệp thân tình như chị em ruột thịt của hai giọng ca gạo cội. Nghệ sĩ Hồng Nga không còn giữ được sức khỏe và trí nhớ minh mẫn như trước. Thế nhưng bà vẫn cố gắng tiếp đón đàn chị chu đáo, nhớ như in những kỷ niệm thuở đứng trên sân khấu cùng những câu hát vọng cổ khiến dân tình xúc động. Mong rằng hai nghệ sĩ cây đa cây đề của nghệ thuật cải lương Việt Nam có sức khỏe tốt, sống sum vầy cùng con cháu. Còn bạn, bạn nghĩ sao về màn hội ngộ của nghệ sĩ nhân dân Kim Cương và nghệ sĩ Hồng Nga? Hãy chia sẻ với chúng tôi ngay nhé. Và đừng quên cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị về sao trên tin. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.